Vâng, 15S Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, chị đang xem trên kênh youtube của 15S Bình Dương nha Và trong video clip này thì 15S sẽ dành riêng cái clip này à, dành tặng cho đạo diễn Đức Dây Cũng như là fan của đạo diễn Đức Dây và toàn thể bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị cộng đồng mạng nha à, Vì sao mà 15S lại nói như vậy? À, thì hôm nay thì đạo diễn Đức Dây cũng rảnh quá trời rảnh luôn À, có một cái tựa đề là tin sốc bất ngờ đứa con bí mật cố nghệ sĩ xuất hiện. À, và tuyên bố cực gắt khiến cộng đồng mạng sốc. Sốc như thế nào thì bây giờ mời bà con cô bác chúng ta cùng nghe và sẽ cùng nghe cái phản biện của 15m về cái đầu diện đứt dây này. À thì 15m là có bằng chứng thì 15m mới phản biện nha. Hello nhân vật rất quan trọng trong căn nhà số 4 cũng giống như hồi sáng nay á thì Long đã live stream nói về cái câu chuyện căn nhà số 4 như thế nào căn nhà số 4 nhưng mà bây giờ thì Long lại gửi đến cho quý vị cái câu chuyện của cũng là căn nhà số 4 nhưng có một nhân vật cũng rất là quan trọng ha cũng rất là quan... hơi dài dòng bà con hơi dài dòng tôi xíu nói hơi dài dòng À, thì chúng ta cùng nghe cái câu chuyện của ông đạo diễn Đức Dây này và sự bán phản biện của Malamut nha. Tổng. Và được à, cố nghệ sĩ nhận làm con nuôi, nhận làm con nuôi. Nhưng mà sau đó à, cái chị này cũng lên trên mạng xã hội và đối với à, cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh đó thì à, nhận tổng cộng là ba người con nuôi. Trong đó là có chị Ba Bình Tinh ha. À, anh hai VL ở dưới là một người nữa tinh thanh đó nhưng mà cái người tên thanh này thì trong suốt cái thời gian qua xảy ra cái rama thì không có xuất hiện kể từ ngày mà 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 ráp cái mộ đó bà con thì cái người con nuôi này là không xuất hiện nha thì cái ông đạo diễn đức dây này ông nói cái người chị ở đây tức là chị ba bình tinh nó nói thẳng ra là như vậy đó để cho con đồng mạng người ta biết ok rồi mình cùng nghe nha bà con tuyên bố một cách hùng hồn À, cái bé bà ngoại vô ơn là con ruột của cô nghệ sĩ thưa quý vị chắc lòng nói đến đây thì nhớ cái nhân vật này là ai thì ý của ông đạo diễn Đức Dây á là chị Ba Bình Tinh đã từng tuyên bố Hồng Loan là con ruột, Đó. À, mình phải nói vậy khán giả cộng đồng mạng người ta mới hiểu rồi tiếp theo cũng đủ biết đúng không? À, và thưa quý vị những cái clip đó sau này thì được cái nhân vật chính này ừ. đã xóa đi, ừ, xóa đi. nhưng mà thưa thật quý vị không xóa kịp, không xóa kịp. có nhiều người đã tải video clip này và đã lưu lại thành công. ý là nói là làm bằng chứng đó, à, làm bằng chứng là à, chị ba bình tinh đó là nói hồng loan là con ruột, à, nhưng mà bây giờ là chị ba bình tinh xóa clip đi đi. nhưng mà không kịp đã được cộng đồng mạng lưu lại làm bằng chứng. À, bằng chứng là chị ba bình tinh nói hồng loan là con ruột, ủa, à, tôi bây giờ nghe tiếp đi, à, tí phản biện sao? thì bây giờ thưa với quý vị, cái nhân vật này là ai và nhân vật này nói lên cái điều con ruột này có cái hàm ý gì? <laughs> thì con ruột, người ta nói con ruột có chứ hàm ý gì? bây giờ không lẽ con ruột người ta nói là con nuôi, đúng không? À, người ta biết cái nào là cái lẽ phải chứ không phải là à, những người gọi là dành nhà cho ở nhờ à, con ruột biến thành con nuôi đó không phải giống vậy người ta là có sao người ta nói vậy người ta bảo vệ cái lẽ phải cho nên thì dĩ nhiên xác thực cái bằng chứng nói như vậy thì dĩ nhiên là phải như vậy thôi à, còn cụ thể như thế nào dĩ nhiên chú du linh cũng đã xác thực rồi À, bây giờ nghe tiếp cho bà con, để ông này cũng nói gì đây. Và thưa quý vị, cái lời nói của nhân vật này có giá trị hay không? À, mà đây... Dĩ nhiên là có giá trị rồi. Một người tầm cỡ như chị Ba Bình Tinh thì không lẽ là nói chơi nó vui thôi bà con, đúng không? Thế rồi bây giờ cộng đồng mạng nhắc đến cái câu chuyện này là phải lôi cái nhân vật này ra. À, lôi ra. Lôi ra để bem đó bà con. À. Và thưa quý vị, nghe đâu là nhân vật này là một người... À, rất là nổi tiếng dĩ nhiên rồi Về cái như rằng là chỉnh sửa sắc đẹp đập xây từng khung mặt từng giọng nói đúng, quý vị. Thì... trời ơi trời trời, trời 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 tức là là nói gì ba là 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 đập đi xe lại đó bà con kể cả giọng nói luôn trời 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 ông này cũng hay đó <laughs> tiếp tục thánh soi thánh soi lại xuất hiện nếu như mà sự thật uhm. như vậy uhm. thì mong cộng đồng mạng cũng nên yêu cầu nhân vật mày xô ra, xô ừ, bằng chứng, con ruột là sao là con ruột, à, số bằng chứng ra, à. À, tức là nhờ cộng đồng mạng á, là yêu cầu chị ba bình tinh là xô ra bằng chứng là con ruột, khỏi khỏi gì, khỏi cần chị ba luôn, 15 lăm mét một lát sẽ xô ra cái bằng chứng, nha, à, một lát 15 lăm mét sẽ xô ra bằng chứng luôn, khỏi cần đến chị ba bình tinh gì cho mệt nha rồi nghe tiếp nghe tiếp bà con còn nhiều cái hấp dẫn cơ sở nào nói là con ruột chứng minh được à, có cái cơ sở nào mà để chứng minh là con ruột hay Trời quá dễ có bằng chứng trong vòng một phút 30 giây là xong xuôi không thể mà chói cãi được hôm nay là cái ngày mà cho cái ông đạo diễn đức dây là coi như phải im mồm sau khi mà xem cái clip của mà làm hết bảo đảm với bà con luôn ông này mà lên tiếng nữa thì tôi nói chỉ có cái đường chảm thôi à, Chỉ có đường chảm thôi Không thể nào mà cãi được Thì tôi cho đây rằng là những cái nhân vật Cũng bám Đu bám theo để... Thôi 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 đi ba ơi Cái người bám ở đây là ba đó ba ơi Trời ơi trời ơi trời, ơi, trời. Ông đạo diễn ơi Ngày nào ông cũng đu bám cái rama này hết Tự nhiên quảng cáo đây Chính mình ha chính mình là người đu bám cái rama này ngày nào mình cũng phải từ 1 cho đến 2 clip lên nói con vô ơn ha ni ma cô vậy thì ai là người đu bám rama mình đó còn chị ba bình tinh đó là chị cũng đã thông báo ở trên cái nền tảng mạng xã hội là chị ngừng tạm ngừng rama à chị ngừng rama để mà tập trung lo cho đoàn quỳnh long của mình đó thì chị cũng đã thông báo rất là rõ ràng như vậy à, còn về cái vấn đề con nuôi con ruột thì một lát 15 lăm sẽ giải hết và sẽ có cái bằng chứng nha bằng chứng thì không có thể nào mọi chối cãi được rồi bây giờ nghe tiếp nha ông này ông đu bám ra ma nói chung là ông là đu bám ra ma mà ông lại nói người ta là đu bám ra ma đó bà con nói chung là à, ngậm máu phun ngừ ha lấy cước trét mặt người ta nó chuyên gia là vậy rồi tiếp mà không như là hiểu cho mình ừ. nên mới nói là con ruột con ruột thì cũng giống như anh ca sĩ Adn rồi cũng giống như cái bác sĩ mà, mà, mà cũng... rồi rồi ý nói là ca sĩ Nguyên Vũ với là bác sĩ Long đó bà con rồi ở đây Mùa Lam Bích giải thích luôn cho bà con cô bác quý cô chú chị nha à, nếu mà bà con cô bác chưa xem những cái clip trước của Mùa Lam Bích tại vì sao mà anh Nguyên Vũ lại xóa cái ta liên quan đến vấn đề Adn Tại vì thực tế là bây giờ không cần đến cái vấn đề ADN này. Tại sao mà 15 mít lại nói như vậy? Tức là cái đầu tiên á là tòa ở ngoài Hà Nội. Người ta đã xác nhận Hồng Loan là con gái hợp pháp của à, ông Võ Văn Ngoan. Tức là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh người ta đã xác nhận như vậy thì không cần cái gì liên quan đến ADN hay là là DNA gì hết. Rồi, cái hay nếu mà cần liên quan đến xét nghiệm ADN thì bây giờ chỉ có trường hợp là hoặc mộ lại để lấy những cái mẫu vật ví dụ như là tóc, da, à, những cái gì mà, mà 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 liên quan đến cái thi thể của cố nghệ sĩ ưu tú du linh á đem xét nghiệm với à, chị hồng loan thì chúng ta mới ra được cái kết quả chính xác nhất đó nhưng mà bây giờ cố nghệ sĩ cũng đã mắc hơn là 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 là, là một năm rưỡi qua rồi đó về cái vấn đề mà hoặc mộ thì không bao giờ gọi là cần thiết tại vì bây giờ là là to đã xác nhận là như vậy rồi đó không thể nào một người mà 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 đã mất Mà bây giờ lại quật lên để mà kiểm tra xét nghiệm ADN nữa nói chung là rất là khó vấn đề này à, ở đây thì chúng chúng ta chỉ cần tập trung vào cái vấn đề là to đã xác nhận hồng loan là con hợp pháp thì cứ vậy mà mừng à, tại sao mà mười lăm lại nói như vậy tại vì bây giờ để mà à, ai là người thừa kế tài sản của chú linh thì dĩ nhiên con là hàng thừa kế thứ nhất. Thì hàng thừa kế thứ nhất thì cứ mà nhận thôi. Của cha thì con hưởng. Chứ không có tới cái 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 mà hàng thừa kế thứ hai. Tại vì cái hàng thừa kế thứ nhất ta còn rành rành ở đó mà. Đâu có bị mất đi đâu đâu mà mà phải chuyển sang cái hàng thừa kế thứ hai. Đó. Thì chúng ta cần phải hiểu như vậy. Thì anh Nguyên Vũ không có lý do gì mà để show cái bằng chứng ADN hết. Đó. Rồi, cái gì mà liên quan đến bác sĩ Long đó, bây giờ chúng ta cùng nghe coi cái ông đạo diễn Đức Dây nào sẽ nói cái gì. Nữa nữa, à, tới, cũng... tới nữa. Cộng đồng mạng yêu cầu hay là mình yêu cầu? Nếu mà mình yêu cầu thì mình nói nha, cộng đồng mạng yêu cầu thì mình phải show bằng chứng ra là cộng đồng mạng người ta yêu cầu. Đó, coi như ông này ông lương lẹo lắm, mình phải hỏi thẳng như vậy để ông biết và mình biết đường mình trả lời. À, bây giờ ông cứ nói là cậu đồng mạng, cậu đồng mạng thì cậu đồng mạng ở đâu chụp hình bằng chứng xô người nào người nào đó, ai là người đại diện cho cậu đồng mạng? Chứ bây giờ tự nhiên cái <laughs> mình nói cậu đồng mạng yêu cầu cái này chắc mình yêu cầu chứ cậu đồng mạng gì yêu cầu? Ngày nào cũng vẽ vời ra những cái câu chuyện để mà cầu view, câu like, nói chung là câu view, câu like bán um, nước hoa thôi. Rồi bây giờ nghe tiếp cho bà con. À, quán uhm. đồng này như đi đập đi sửa đi xây dựng là từng cái khung mặt từng cái giọng nói từng cái cái <laughs> uh, dốc dáng để mà trở thành một người phụ nữ thì cái nhân vật này á, bây giờ nó thật với quý vị á, à, ừ. Hmm. phải yêu cầu nhân vật này xô ra cái chứng từ chứng từ con ruột ở chỗ nào <laughs> cái, cái chứng từ gì mà nhắn mạnh cái chứng từ <laughs> à, có ADN xác định là <laughs> là có những... không cần adn đã nói là 15 lăm là nói không cần adn nha không cần adn vì sao thì 15 lăm cũng vừa nói rồi đó tòa tuyên án là hồng võ bà võ thị hồng loan là con hợp pháp của ông võ văn ngoan mở ngoặt ra à, tức là ông cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh người ta ghi, ghi rất là rõ ràng mà À, nếu mà chúng ta có cần à, nếu mà ông đạo diễn Đức dây có cần thì chúng ta có thể là xem lại cái bài viết của luật sư tiết Ngọc trước đó luật sư cũng đã à, thông tin lên một cái bài viết rất là rõ sau khi mà dự phiên tòa ở ngoài Hà Nội cùng với là chị Ni và Hồng Loan trở về rất là rõ ràng ha đó rồi nghe tiếp bà con ơi Tâm thư của nghệ sĩ để lại không Hai... à, à, à tâm hư là có nha tâm hư là có rất là rõ ràng một lát show ra cuối video show ra cho bà con nghe có những cái hồi ký bút ký gì của sĩ để lại là con ruột có có chứ có thì cộng đồng mạng người ta mới ủng hộ hồng loan cho đến bây giờ chứ nếu mà không có là là mệt rồi đó không có là bây giờ cũng là con nuôi chứ không phải là con ruột đâu đối với 15 lăm cũng vậy không có cái bằng chứng mà mà chứng minh hồng loan là con ruột thì 15 lăm cũng nghĩ là con nuôi thôi nhưng mà chú cũng đã xô ra bằng chứng rồi thì mình cũng phải tin thôi Chứ không lẽ giờ chú du linh là giả mạo không? chừng kênh nào mà chú linh này là chú linh giả mạo thì mình mới là không tin còn này là chú du linh thật sự giọng nói của chú không thể nào mà, mà 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 giống với một cái người thứ hai được không có ai nhái giọng được luôn bà con thật sự luôn à nào giờ bà con cô bác có nghe cái giọng của chú du linh thứ hai chưa chưa đúng không đàm vĩnh hơn thì chúng ta nghe khá là nhiều khá là nhiều người giá giống y nháy giống y luôn đó và chúng ta không biết là giọng nào là giọng nào nhưng mà đối với chú du linh thì chúng ta chưa bao giờ nghe một cái người nào đó nháy giọng giống kể cả là nghệ sĩ vũ Linh. khác biệt hoàn toàn nha bà con đó rồi chúng ta nghe tiếp coi ông nói gì mình phải có cái gì mình mới chứng minh là con ruột mình mà nói con ruột chứ ừ. chứ này không có chứng nói đã đi Uhm. nói cho lấy được sao mà bán rẻ lương tâm đến mức độ vậy Trời rồi đấy rồi đấy rồi lại ngắm máu phun người nữa lắm ngậm máu phun người nữa <laughs> bởi vậy mà lâm ít nói á là cái ông này á là ổng Ngắm máu phun người lấy cứt của mình à, trét mặt ta chơi gì mà giờ dã man luôn á mà vô tình á là ổng khi mà ổng trét track lấy cứt chét á là tay ổng đã dính cứt rồi đó chưa chét tao là là tay mình đã dính cước rồi là mình là người dính đầu tiên đó mình là người chơi dơ đầu tiên là mình dính đầu tiên là coi chừng mình chét mặt mình luôn đó à, một lát để 15 mới xem à đưa cho các bằng chứng cho ông này ông tự chét cứt mặt mình luôn khỏi <laughs> khăn người ta nha rất là hay rồi nghe tiếp cho bà con tôi thấy từ cái căn nhà số 4 này mà ai bước vô căn nhà số 4 này? là là những cái tem mà gọi là cái tem mà vì tiền mà đến thì cái gì mà tem vì tiền mà đến bây giờ 15 hết hỏi bà con nè bây giờ hỏi thiệt nha bây giờ là nhà số nhà số 5 nhà số năm đoàn địa điểm ông nói số 4 mà nói số 5 là vì tiền mà đến đúng không rồi bây giờ ai đến nhà số 5 được gì nói nghe coi chị ni đúng không rồi nói về chị, chị, chị ni nè chị ni đến nhiều nhất nè chị ni được gì Chị Ni được Hồng Loan trả tiền hả? Hay là chị Ni được Hồng Loan chia cho nửa gia tài Chia cho cái nhà từ đường hay là chia cho cái gì? Nó nghe coi Mình phải có bằng chứng Mình phải có bằng chứng Thì mình mới thuyết phục được khán giả Đó Được gì? Ở đây nếu mà có Thì chỉ có các anh em Youtube thôi Thì các anh em Youtube là quay lên Quay Hồng Loan, quay à, nhà số 5 đoạn thị điểm à, quay những cái này quay những cái kia mà gần gần đó à, quay đăng lên khán giả coi khán giả à, coi thì có lượt view có lượt tương tác thì có tiền youtube thôi tiền youtube vì youtube trả chứ hồng loan nào trả mình quay thì mình hưởng thôi chứ ai ai trả cho mình hồng loan có trả cái đồng xu các bạn nữa không chẳng qua là ủng hộ hồng loan thì quay trước nhà đó thì cái đây là cái ra mà hồng loan cho nên là có view của la nhiều hơn thì ta quay thôi nói chung là cũng có mục đích đó vừa bảo vệ hồng loan mà vừa à, có doanh thu từ youtube youtube trả tiền chứ hồng loan nào trả tiền ở trên mộ của cố nghệ sĩ thì cũng vậy đó hàng ngày đến lao mộ đốt nhang à, có bánh trái thì cúng cho chú ngược lại khán giả xem khán giả xem thì có nhiều lượt xem thì có tiền thôi chứ đâu phải là là, là 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 bây giờ lên mộ quay là hồng loan trả tiền hồng loan rất đại gia hồng loan thì còn bây giờ là đại một gia đình luôn đâu phải đơn giản là có một mình gia đình nhỏ của hồng loan không gia đình nhỏ của hồng loan đâu có mà 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 làm hết được những cái công việc đó bà con bây giờ hồng loan người ta mở hai 3 shop đó phải có nhiều nhân viên nữa nhiều nhân viên là nhiều người hỗ trợ nhiều trợ lý đó nhiều người quản lý hồng Loan lo cổng sể ở đó mà lo đến nhà số năm nói chuyện vớ vẩn ông này bởi vì mình phải phản bác ông là như vậy là đúng rồi không có hồng loan nào mà thuê ở đây hay là trả tiền ở đây hết á cái, cái câu từ mà đi vào lòng đất không ừ thì quý vị nghĩ sao về cái nhân vật này cái nhân vật mà, mà gọi là con nuôi của cố nghệ sĩ nuôi gì nuôi hồi nào nhận con nuôi được mấy bữa cái là là đó trời ơi trời ơi nhận con nuôi được mấy bữa nữa ông này đúng là 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 hết thuốc chữa luôn á không còn không nhận con nuôi à mà người ta là lo cho chú là hơi bị nhiều luôn đó. chị ba bình tĩnh là nói mình mình nói nếu mà nếu mà nói về chị ba là chị ba là lo cho chú là hơi bị nhiều luôn đó bà con không phải đơn giản đâu là lúc mà chú bị bệnh á là chị hồng loan đã chi tiền khá là nhiều đó rồi ở bên cạnh của chú nữa trong những ngày cuối đời luôn là chị Ba Bình Tinh là một trong những người phải nói là 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 gánh trọng trách phải rất, rất là nhiều luôn. Không phải đơn giản đâu, thậm chí bây giờ á là chị Ba Bình Tinh á là còn giúp cho là bé Ken á là luyện thanh học âm nhạc nữa. Là đi theo con đường của chú nếu mà 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 bé Ken á là à, là muốn cái cái theo cái con đường sự nghiệp là nghệ thuật thì do gần đây là bé Ken cũng muốn muốn học thanh nhạc cho nên là chị Ba cũng đã hứa tài trợ về cái vấn đề là chi phí cho bé Ken đó thì chị Ba cũng đã thông báo cho bà con biết là một cái người con nuôi mà tại sao mà 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 lại bỏ tiền ra nhiều như vậy để giúp không chỉ là giúp cha nuôi của mình mà giúp cho là 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 là, là con con cái ruột của chú nữa mà thật sự chị ba bình tinh làm nhiều việc phải nói mình không tin được luôn bà con không chỉ là gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú du linh mà còn cả nguyên một cái đòn quỳnh long một cái người phụ nữ phải nói anh tài kiệt xuất bây giờ chị ba bình tinh chỉ khoảng 40 thôi nhưng mà các cô chú anh chị thấy gánh một cái trọng trách là nguyên một cái đòn luôn rồi trong cái đợt vừa qua là Bảo Lục thì chị cũng ủng hộ với nó rất là nhiều. Không chỉ là chuyển thẳng trực tiếp cho Ủy à, ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà khi mà tham gia những cái sự kiện dỗ tổ chị cũng đã gửi tặng thêm. Ví dụ như là tại nhà của à, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long lúc mà tổ chức dỗ tổ tại nhà riêng á. Thì chị Ba Bình Tinh cũng là một trong những mạnh thường quân đóng góp rất là nhiều đứng nhất nhì luôn không phải giỡn đâu sao anh kim tiểu long anh kim tiểu long là gấp 10 triệu còn chị ba bình tinh là gấp 8 triệu chỉ đến muộn thôi chỉ đến chỉ trong vòng vài phút thôi để mà thắp hương cho cho tổ nghiệp nhưng mà khi nghe là là còn à, bao nhiêu mà mà bao nhiêu tiền á bao nhiêu tiền để mà đủ cái cái con số á là chị góp ngay á, lúc đầu là là hình như 5 triệu sau thêm bỏ thêm 3 triệu nó là tám triệu đó, thì các cô chú anh chị chị chi rất là nhiều. Mà nghe nói bây giờ là chị nuôi thêm làm à, mấy đứa con nữa. Những cái nghệ sĩ trẻ mà gần đây mất á là chị cũng đã lên tiếng là là, là là là, nhận nuôi cho đến là bao nhiêu tuổi luôn á. Đó. đó thì các cô chú anh chị thấy chị Ba Bình Tinh là một người trong những người tuyệt vời nha, những người nghệ sĩ tuyệt vời luôn đó và trong cái rama này á chị không có mà mà dính điếu nhiều tại vì chị còn lo cho cái đoạn quỳnh long của mình đó. đó nhưng mà chị lúc nào cũng lo lắng ủng hộ cho em gái đó chính là hồng loan thì qua cái sự việc vừa rồi các cô chú anh chị á cái sự cái sự việc mà mà mà, mà à, anh hai với hồng loan á thì chị ba vẫn là một trong những người an ủi hồng loan rất là nhiều luôn còn nghe cái lão mà đạo diễn khơi khơi này lên nói toàn là boy bác ta không mà trong khi đó là không biết cái gì hết một cái người nghị sĩ rất là tốt mà tối ngày thì mình cứ lên mình 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 boy bác ta thì đây là một trong những người và phải nói đáng lẽ ra là phải nhận ngay cái vi bằng tại vì tối ngày đi sỉ nhục người ta đi mà mà, mà, mà lên uh, uh, chữ người này chữ người kia là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người ta rồi rồi nói xấu vẻ vời những cái câu chuyện không có thật đúng ra là cái ông đạo diễn này á là được chị ba bình Tinh là cho ăn cái vi bằng liền thật sự mà do là cái lão này á là ông nói là nói né nói né cho nên cũng khó kiện chứ giỏi mà nói thẳng tên đi ăn ngay cái vi bằng liền con nuôi đó hả? mà chưa chắc đi là là có nghệ sĩ nhận hay là mình tự phong tự nhận ừ. càng nói thì ông này càng càng đuối lý thật sự để một lát mà làm hết sâu ra cái bằng chứng là ông này là ông đuối liền Chờ mà lắm ít xíu Quảng cáo quá trời luôn, thấy chưa? lên ngày nào nó cũng câu view câu like để mà, mà, kiếm quảng cáo kiếm tiền vô cùng bị ổi vô cùng coi như thất vọng với những con người này đó, đó thấy chưa sĩ nhục ta nó chữ ta bị ổi luôn á bà con thấy không may là không nói tên nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta sâu chuỗi là cái câu chuyện chúng ta sẽ biết ngay ổng nói ai tại ông ổng nói là người con nuôi người chị thì chú Linh là có chỉ có ba người con nuôi thôi thì nãy 15 lăm cũng vừa nói rồi thì cái người phụ nữ ở đây chỉ không có ai khác ngoài chị ba bình Tinh hết nếu mà người ta mà, mà 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 lưu lại cái video này người ta ra trình báo công an Là chắc chắn ông này sẽ nhận ngay Quý vị là vậy. mình không tưởng tượng được họ suy nghĩ gì họ ăn uống cái gì mà họ suy nghĩ ra những cái việc mà mà mà, mà tôi nói trên mây dưới nước vậy đó mà họ mà họ làm được Ông này giống như là tự ổng mà mà nói nói chính ổng luôn á bà con, thật sự luôn á. ông nói người ta trên mây dưới gió ổng là người trên mây dưới gió <laughs> chứ không phải người ta. Thật sự luôn. Là chính ổng là là, là 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 tự ị ra là tự lấy 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 cứ chét mặt mình luôn. <laughs> thật sự luôn. Rồi, ừ. giờ Long xin chia sẻ tiếp cho tục... Ừ. Nãy là nói chị Ba Bình Tinh ha Là phát ngôn nói Hồng Loan Là con ruột đó à, Nhưng mà xóa đoạn video đó rồi Rồi giờ nghe cái chủ đề thứ hai con nói gì Rồi à, Bây giờ để 15 ít xô bằng chứng luôn cho bà con nghe ha Để lát ổng uh, nói cái chủ đề thứ hai Thì mình tiếp tục Rồi bây giờ bằng chứng đúng không Bằng chứng thì có bằng chứng Bằng chứng thì này tự chú nói nha Tự chú Du Linh nói chứ không phải ai nói hết

Rồi, cái khúc quan trọng tới nè bà con. Vũ Linh ơi, Vũ Linh có phải là con của Vũ Linh không? Rồi, bây giờ nghe nghe chú trả lời nè bà con. Đây là bằng chứng sống nha. Đó, bây giờ ông đạo diễn Đức Dây ơi, mở cái lỗ tai ông ra mà nghe nha mở lớn lên để chúng ta cùng nghe coi là chú vũ linh nói gì ở đây là chú vũ linh nói chứ không ai nói nha rồi nghe rõ chưa vũ linh chỉ là đứa con cái trong nghề vũ linh chỉ có một đứa con gái thôi À, nếu bà con cô bác mà chúng ta chưa nghe kỹ thì chúng ta cùng nghe lại nghe lại cái đoạn này. Vũ Lưng chỉ là con cháu trong nghề thôi chứ không phải là con ruột vậy thì chú đã thừa nhận chú chỉ có một đứa con gái thôi vậy thì đứa con gái này là đứa con ruột chú đã nói rất là rõ ràng như vậy rồi vậy thì ông đạo diễn đức dây á ông đã nghe rõ chưa nghe rõ thì làm ơn Mi mốt bỏ qua cái vấn đề này còn nếu mình nói nữa là chẳng khác nào mình lấy cứt mình trét mặt mình tại vì người ta đã có bằng chứng rất là rõ ràng rồi mà bây giờ tối ngày cứ lên khơi chuyện này khơi chuyện kia vẽ rồi ra cái câu chuyện Để mà 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 dẫn dắt cộng đồng mạng đi sang một cái hướng khác Đó các cô chú anh chị thấy chưa 15 ít nói là phải có bằng chứng Chứ không phải mình nói khơi khơi như giống như cái ông đạo diễn Đức Dây này Là ông đạo diễn hết thờ rồi Tối ngày chỉ lên là là đu bấm cái drama Hồng Loan để mà câu view 1 đến 2 clip sau đó là bán nước hoa Trời ơi người ta nói rất là rõ ràng Chú Du Linh nói rất là rõ Ở đây là chú Du Linh Nghe cái giọng một cái là không ai mà mà mà, mà nói là không phải chú Du Linh hết Có hình đàng quang Cần không? Chụp cho vài tấm gửi sang cho Có một MC đặc biệt nữa Đừng nói không nhận ra MC này luôn Đó thì đúng ra là mình sẽ phản biện thêm một cái đoạn sau cậu cái chủ đề nữa nhưng mà video là khá dài rồi đó thì hết cũng xin phép là khép lại video này cảm ơn tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị rất là nhiều bà con xem video thấy kênh hay hữu ích hãy like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại